vây dưới này, vây đuôi này. Chắc chắn một điều là ở vây trước này là sẽ có chấm hoa giống như thế này các bạn. Đánh cái gai vào tay ấy sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà một cái clip chuyên về cái dòng cá Hoàng Bảo Yến. Đây là một cái đàn cá Hoàng Bảo Yến rất là tuyệt vời các bạn. Body rất là ngắn. Dòng này là gọi là dòng gì đó? Hoàng Bảo Yến Calibri. Nhưng mà nó là dòng sọc à? Hay là super sọc? Sọc. Sọc à? Nó có super sọc không? Cũng có trong đây nữa. Super sọc là ví dụ như là như con nào? Giống như dạng cực kỳ ngắn như mấy con này. Nhiều quá. Đây là một bầy đây, một bầy này rồi chắc phải đến 3-4 con đấy nhỉ. Cambri, đây là dòng Cambri nha các bạn nhé. Thực ra mà nói thì khi mà xem ở trên clip ấy, trên một số anh em quay thì mình thấy những con Hoàng Bảo Yến này nó bình thường lắm. Nhưng mà khi mà xem trực tiếp ấy thì thấy nó rất là tuyệt vời các bạn. Nhìn cái mặt nó rất là hài, giống như cái miệng của con này này. Nó giống như một chú hề ấy. Nếu mà các bạn mà nuôi một số những con này trong cái hồ ấy thì đôi lúc mà khi mà chúng ta ngồi ngắm cá nó cảm giác thư giãn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là giống như các bạn muốn thư giãn thì các bạn xem phim hài thì khi mà các bạn ngắm những con cá như thế này ấy, thì nó cũng giống như là một cái diễn viên hài ấy, các bạn nó sẽ rất là thú vị luôn ấy. Nên đối với cái dòng cá Hoàng Bảo Yến này các bạn nên đi xem trực tiếp, bởi vì khi xem trực tiếp thì nó mới cái tỏa hết được cái vẻ đẹp. Như bản thân cá nhân của mình ấy, thì mình khi mà mình xem trực tiếp ấy, thì mình thấy nó cuốn hút mình nhiều hơn. Nó cuốn hút mình nhiều hơn là mình xem ở trên clip. Đấy các bạn nhìn thấy cái miệng nó há là rất là to luôn. Đây là anh bạn đây là anh ấy mở tiệm cá thì anh có rất là nhiều Hoàng Bảo Yến nha. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem một số các loại nữa. Ví dụ như là Sam này rồi là cái gì này. Huyết là Sam. Huyết Sam đấy cá rồng. Ngân Long, chuột Mỹ đó, chuột Mỹ cũng có mấy con giống như cái con của mình khá là to. Trước đây mình cho các bạn xem, nhưng mà ngày hôm nay clip này chính đó là những em Hoàng Bảo Yến như thế này. Thì các bạn chiêm ngưỡng thử xem những cái vẻ đẹp của nó, cực kỳ tuyệt vời. Đấy, các sông hoa này. Để mà nhận biết được một số, bởi vì cái dòng cá Hoàng Bảo Yến nó rất là nhiều loại các bạn, rất là nhiều dòng luôn. Thì cũng có một số những kiến thức chia sẻ từ anh em nuôi cá này rồi anh em bán cá thì mình đúc kết lại một số những cái này thì chia sẻ trong clip này để cho anh em cùng tham khảo, cùng bình luận, cùng chia sẻ về những cái dòng cá Hoàng Bảo Yến. Ví dụ như là đây là dòng Cambri thì ở đây ấy đa phần đấy các bạn nhìn thấy không, những cái con trên dòng Cambri ấy thì trên thân của nó gồm có những cái chấm bông hoa rất là nhiều. Đây là cái đặc trưng. Và cái dòng ví dụ dòng Mono thì nó có những cái sọc trên thân này rất là to. Thì đấy là cái đặc trưng của nó, nhưng mà nó sẽ biến đổi theo cái size, tức là cái độ lớn của nó ấy. Thì rất là nhiều anh em đã chia sẻ thì để mà nhận biết được những cái con Cambri ấy thì các bạn để ý ở cái vây dưới này. Vây dưới này, vây đuôi này. Đây là vây dưới trước. Đây là vây dưới hậu môn. Đấy thì ngoài ví dụ con Cambri thì ngoài cái chấm bông ở trên thân này, body này, ở trên đuôi này thì đặc biệt đó là hai cái vây dưới này, vây dưới đây và vây sau hậu môn. Thì đối với dòng Cambri thì chắc chắn một điều là ở vây trước này là sẽ có chấm hoa giống như thế này các bạn. Còn dòng cá Hoàng Bảo Yến Mono ấy thì ở đây là không có. Cái vây này là hoàn toàn không có. Và mình cũng đã xem một số những con siêu phẩm về của con Mono ấy thì nó đúng là cũng không có thật. Và toàn bộ ở dưới này nó hồng và nó đỏ rực. Và khi mà nó căng sung ấy thì bắt đầu, đây các bạn nhìn thấy ở dưới cái cổ này, nó căng ra, nó căng cái cổ họng ra. Và nhìn cái con Mono nhìn cũng khá là đẹp. Còn đối với con Cambri này thì nó cũng có cái cổ họng rất là to, nhưng nó phành ra thì đặc biệt là những cái vây trước và vây sau và thân cái body của nó là cái đuôi ấy, nó tỏa ra những cái bông hoa rất là đẹp các bạn nhé. Đây giống như cái con kia các bạn thấy không, cái hoa rất là đẹp luôn đó. Ở đây thì rất là nhiều cái kiểu Hoàng Bảo Yến thì người ta chia ra cũng là rất là nhiều kiểu, ví dụ như là về body này hoặc là về cái độ to độ nhỏ của cái hoa. Ví dụ như là con này thì sẽ nhiều hoa hơn này. Đấy, ví dụ như body thì con này có cái gù các bạn thấy không, con này gù cực đẹp nhé. Để cho các bạn xem tổng quan một lượt này, nhìn rất đã luôn. Trước kia thì mình không thích con cá Hoàng Bảo Yến này đâu, nhưng mà khi mà đi xem trực tiếp như thế này ấy, thì bắt đầu nó rất là cuốn hút mình luôn.
và nó thúc đẩy cái việc mà các bạn phải sở hữu một con. Đấy là cái việc mà đam mê nó thôi thúc ấy. Thì nên các bạn nên xem trực tiếp nhé, để nó có cái động lực hơn. Nên là trong cái hồ của mình ấy, mình sẽ chắc chắn là mình sẽ mua đến khoảng, nếu như mà ít khoảng một cặp. Còn nếu mà nhiều mà cái hồ mà rộng mà ok để mình xét lại cái hồ thì có thể là 4 con. Nhưng mà trước tiên thì có thể là một cặp trước. Nhưng mà cái con nào nó sẽ phù hợp với cái sở thích của mình, con nào nó phù hợp với cái gu của mình thì bắt đầu buộc mình phải lựa chọn để cho nó phù hợp. Ví dụ như là có cái dòng màu yến thì có rất là nhiều dòng và nhiều loại. Thì có những anh em thì thích chơi sỏng, hoặc là anh em thì thích chơi sơ mi sỏng. Đấy, hoặc là anh em thích chơi màu. Thì tùy vào cái sở thích của mỗi người, chúng ta sẽ chọn cho mình một cái con nó phù hợp nhất. Có nhiều anh em thì lại thích chơi một con cá rất là nhiều bông. Có nhiều anh em thì thích chơi cái body nó ngắn mà cái đầu nó gù, hoặc là cái mỏ của nó muỗng, nó gãy. Thì đấy, tùy vào mỗi cái cảm xúc của mỗi anh em sẽ có một cái sở thích riêng. Có người thì thích đầu gù, có người thì không thích đầu gù. Nhưng mà thường thường là đầu gù sẽ mắc hơn là những cái con khác các bạn nhé. Đấy, con này vàng. Con này vàng nhưng mà nó ít hoa hơn cái con gù kia. Con này nhiều hoa hơn này. Nó có rất là nhiều cái tiêu chí để chọn một con cá. Nhưng mà tiêu chí nào thì tiêu chí, nhưng không bằng cái sở thích riêng của các bạn được. Đôi lúc mà cái tiêu chí rất là cao nhưng mà nó không thuộc cái gu của các bạn thì các bạn cũng không thể nào chọn. Ví dụ như là nhiều anh em đam mê hoàng bảo yến thì một con cá hoàng bảo yến nó rất là giá trị, nhưng mà một số anh em mà không ưa dòng bảo yến ấy, thì nó lại trở thành con cá bình thường. Đấy là cái điều tất ngẫu dĩ nhiên. Nhưng mà tổng quan thì ngày hôm nay mình thấy là cái đàn cá rất là tuyệt vời. Bạn nhìn nó giống như là những chú hề ấy. Cực kỳ đẹp nhá. Cho các bạn trải nghiệm những em hoàng bảo yến rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn thấy không, cái em này hoa ở dưới bụng này, ở những cái vây rất là nhiều hoa luôn. Khi mà nó sung căng lên, nó mổ nhau ấy, thì sung căng lên là cái cổ họng nó bành trướng rất là to luôn ấy. Đây, tổng quan đây các bạn. Nó có vẻ hơi tối nhỉ. Siêu phẩm. Con này thì chủ yếu là ăn đồ tươi các bạn. Nhưng mà nó là ăn đồ tươi, nhưng mà các bạn sẽ phải huấn luyện nó từ từ, khi mà nó quen rồi thì nó sẽ trở thành những con cá bình thường như những con cá khác trong hồ công đồng ấy. Như ở đây cho bạn chủ cá đây, bạn chia sẻ là con này bạn đang cho ăn tôm với cá mồi là chính, cá con ấy. Thì về các bạn có thể là luyện cho nó ăn sâu, hoặc là ăn dế à, hoặc là ăn rán dubia mà các bạn nuôi ấy. Các bạn luyện cho nó ăn thật nhiều thứ vào thì các bạn nuôi sẽ dễ hơn. Mà cái dòng hoàng bảo yến này ấy, nó giống như là cái dòng la hán ấy, cái đầu nó u và nó cũng sẽ thất thường theo cái môi trường nước. Thì môi trường nước nào mà cái hồ của các bạn tốt, ổn định ấy, thì nó sẽ lên căng hơn. Và bây giờ sẽ cho các bạn xem một số những em chuột Mỹ nhá. Đây là những em chuột Mỹ, size cũng rất là bự. Trước kia thì mình có mấy con, thì các bạn nào mà xem ở trên YouTube của mình ấy, thì sẽ thấy được những con chuột Mỹ của mình rất là to. Thì những cái con này nó cũng ngang ngửa với cái con của mình ngày trước ấy. Nếu mà anh em nào mà thích dòng chuột Mỹ này thì đến đây nhá. Ở đây hiện tại mình thấy là 4 con. Ngày hôm nay thì mình chủ yếu đi xem cá hoàng bảo yến thôi, nhưng mà vô tình gặp ở đây là 4 con chuột Mỹ. Nhưng mà từ khi mà mình đã nuôi mấy con cửu sừng hoàng đế ở trong cái hồ của mình ấy, thì mấy con chuột Mỹ của mình thất bại. Nó đã bị con cửu sừng hoàng đế nó tiêu diệt gần hết. Cuối cùng là mình phải đổi cho anh kia lấy một cái con kiểu sừng hoàng đế khác. Mặc dù là chuột Mỹ nó rất là tuyệt vời nha các bạn nhé. Nó ăn, nó dọn hồ cũng rất là tốt, nó ăn những cái thức ăn dư thừa. Nhưng mà mình cũng đành phải chia tay, bởi vì là mấy con kiểu sừng hoàng đế nó không tha mấy con này đâu. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số những em sam. Đây là những em sam này. Đây là mấy con? 4 con à? Đây là sam gì ta? Đồng xu với lại Black Diamond. Black Diamond à? Ừ, quay qua bên đèn trắng đây nè. Đâu? Để cho anh em ngắm đã.
mình thì cũng chưa chơi SAM nên là mình cũng không dành vào mấy cái này, nhưng mà nghe anh em kể là rất là nhiều cái vụ mà nó đánh cái gai vào tay ấy. Mình cũng rất thích nuôi một con và cũng định sở hữu một con, nhưng mà cứ lăn tăn cái việc mà nó đánh vào tay như thế. Bởi vì trong cái quá trình mà mình dọn hồ ấy, đôi lúc kỳ cọ dưới không đấy nó phi cho phát vào tay. Nếu mà hồ anh em nào rộng ấy, hoặc là kỹ mà anh em ít động vào hồ ấy, thì nuôi con này là nó lùa đáy rất là tốt. Nhìn cũng khá là hấp dẫn, đẹp lắm. Đây. Con này nhìn nó đen này, đúng không? Nhưng mà cũng là black như là khác đúng không? Đúng rồi. Black nhất thì cái bông nó sẽ là nâu. À. Còn black em mình thì cái bông nó tròn với lại sáng hơn. Ừ. Trắng sáng hơn. Có anh em nào mà chuyên chơi dòng SAM thì anh em sẽ thấy được những cái vẻ đẹp của nó. Còn mình không chuyên dòng SAM nhưng mình cũng thấy cái vẻ đẹp của nó rồi. Và đây các bạn ơi, đây là một bầy SAM gì? SAM hoàng đế à? Hoàng đế. SAM hoàng đế này. Gọi là bia. Mình thì lại khoái cái dòng này các bạn ạ. Cá nhân mình lại thích con này. Thứ nhất là nó rẻ, cái thứ hai là nhìn nó cũng khá là đẹp. Con này này nhìn rất là sáng và trắng này. Mấy con kia thì đậm hơn. Để mình về mình xét lại cái hồ mình, xong là mình nghiên cứu có thể là thả một em này. Nhưng mà vấn đề là nó đánh vào tay thì vẫn phải suy nghĩ lại. Không khả năng. SAM hoàng đế. Cái điều ta ít lắm. Ít hả? Từ khi nào mình cố ý thôi, cố ý bắt nó tự vệ mà nó phản kháng rồi. À. Mà đôi lúc mà trả hồ ấy, khua đi khua lại hoặc là bắt con cá này cái kia ấy, dính vào cái đuôi nó phi vào phát. Bốt lắm nhỉ? Đánh bị đánh rồi đúng không? Đúng rồi. Anh chủ cá đây cũng bị đánh một lần rồi. Mấy lần mình xem ở trên mạng hội cá này các bạn, anh em chia sẻ, trời ơi nó đánh như máu te tua luôn. Cả máu dữ lắm. Nó buốt. Nó tê điếng người luôn. Cái đấy phải đi tiêm thuốc tê để cho nó giảm đau ấy nhỉ? Tiêm thuốc giảm đau vô là khoảng chừng vài tiếng sau là hết. Nhưng mà dưỡng thương như thế thì cũng phải cả tuần. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại với em Hoàng Bảo Yến cho các bạn xem. Đây, review lại cho các bạn xem một số em Hoàng Bảo Yến, xong mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Cho các bạn xem một lượt nữa. Anh em nào thấy em nào phù hợp với sở thích cá nhân của mình thì cứ lượm nhá, liên hệ với bạn này. Nick là gì đây? Nick Facebook là gì đấy? Long Nobi. Long Nobi à? Nobita hả? Long Nobi thôi. Long Nobi. Nick Facebook là Long Nobi nha các bạn nhé. Liên hệ mua cá, mình thấy là khá đẹp đấy, nên là hôm nay mình đến đây để mình tham quan xem là cái đàn cá Hoàng Bảo Yến này nó như thế nào. Nhưng mà khi đến tham quan thì cũng thấy rất là hút mắt các bạn, rất tuyệt vời đấy. Ở đây thì cũng có cá rồng này, cá Hoàng Bảo Yến này, SAM này, ngân long, huyết long, chuột Mỹ, cá cánh buồm. Cái kia là gì? Cái kia là hồ cá biển à? Đấy, cho các bạn xem qua một lần nữa những cái em siêu phẩm Hoàng Bảo Yến dòng Cabernet. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn sẽ sở hữu một số em Hoàng Bảo Yến ưng ý nhất cho cái hồ cá của mình nhé. Bye bye.